Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Chủ nhật là một ngày đầy thư giãn, được nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, được gặp gỡ bạn bè, quả là một cảm giác rất tuyệt vời. Dù vậy nhưng anh em vẫn chuẩn bị đàn một cách chu đáo, đem đến khách hàng. Video hôm nay sẽ về Godman KS1 Bluetooth, dòng piano điện phù hợp nhất cho các bạn trẻ bắt đầu tìm hiểu về piano. Đội ngũ sẽ có chuyến đi từ showroom đến nhà bè, đàn và quà tặng được chuẩn bị sẵn sàng. Xe chở đàn đã có mặt, cửa xe đã được mở và hai bạn nhân viên đang từ từ mang đàn vào xe. Đàn có trọng lượng chỉ 40kg nên hai bạn khiêng ra xe rất dễ dàng. Và đây là ghế piano cao cấp đang được lấy ra để đem lên xe. Anh em hãy bấm like và tiếp tục theo dõi video nhé. Tim đang vi vu trên những con đường đầy nắng với gió thổi nhẹ nhẹ và dòng người qua lại thưa thớt. Tới được cầu Phú Xuân rồi thì nhà khách đã đến rất gần. Nhanh tay lái lên nào các bạn ơi. Tim đã có mặt tại nhà bè rồi nhé. Nhà bác ở trong một con đường rộng rãi yên tĩnh và bác đón tiếp nhân viên chúng mình với vẻ mặt đầy niềm vui. Xe chở đàn tới rồi, cửa xe đang được mở nhằm giúp việc mang đàn được thuận lợi. Anh tài xế đã phụ mình chậm chậm lấy đàn từ xe xuống và khiêng vào nhà. KS1 Bluetooth là cây piano rất thích hợp cho các bé học nhạc. Trong khi nhân viên bên mình tiến hành lắp đàn cho khách, mình sẽ đem đến cho các bạn những thông tin đầy đủ nhất về piano KS1 Bluetooth nhé. Trong thùng KS1 Bluetooth sẽ gồm thân đàn, chân đàn, pedal, cách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Bên cạnh quà tặng là ghế piano cao cấp mà các bạn đã thấy ở đầu video thì còn có một jack phone nhé, nhằm giúp các bạn có thể tự động lắp đàn dễ dàng. Thì hãy theo dõi các bước cùng team. Hai chân đàn sẽ được lắp cố định vào pedal, tiếp đến là lắp tấm chắn sau vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng là lắp thân đàn vào. Cây piano đã lắp xong, anh em hãy theo dõi em trai bóc siêu và test đàn nhé. Hình ảnh bác trai cùng với em cười vui trong khi theo dõi team lắp đàn là một trong những khoảnh khắc quý giá mà đội ngũ nhân viên Minh Phụng Music mong muốn được nhìn thấy mỗi ngày. Nhân viên đang hướng dẫn em sử dụng KS1 Bluetooth một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Cái tải các app học nhạc phổ biến, các nút chức năng thông dụng trên đàn Godman như function, chọn tiếng, điệu và nhiều chức năng khác. Với app Low Key, em sẽ đa dạng lựa chọn bản nhạc yêu thích, chọn một bài nhạc bất kỳ, tải về và luyện tập thôi. App Perfect Piano cũng tương tự, bạn sẽ tự do trải nghiệm các bài học nhạc từ cơ bản đến nâng cao và cách sử dụng jack phone để kết nối với tai nghe. Khi em trai đang tìm hiểu về đàn, mình sẽ bật mí những điểm nhấn khiến cho Godman KS1 Bluetooth sẽ là người bạn đồng hành phù hợp nhất với các em học sinh nhé. Đầu tiên chính là 88 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony và 20 âm sắc, đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cổng USB giúp kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng dễ dàng, và nhiều chức năng thông dụng trên piano nhà Godman với metronome, đếm nhịp, split mode, chia bàn phím, trinova, trộm tiếng, jazz bow, tăng giảm tông, kết nối không dây với các app học nhạc đã kể trên như là Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng khi chơi đàn. Nếu bạn sở hữu KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, chúng mình sẽ đem đến bạn chế độ bảo hành nhiều quyền lợi hấp dẫn như là bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Vậy là buổi giao đàn piano KS1 Bluetooth hôm nay đã hoàn tất. Nào, lên đường về thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp môn đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.